Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, xe container đang chạy theo hướng Nam Bắc đến xã Quảng Tân, xe này đã bất ngờ đâm vào đuôi xe bán tải lưu thông cùng chiều. Tiếp đó, xe container mất lái, tông vào giải phân cách nên bị lật nghiêng và lao sang làn đường ngược lại, va chạm với hai xe máy rồi đâm vào một nhà dân ven đường. Trong khi đó, xe bán tải bị đâm từ phía sau nên bị đẩy lên phía trước, đã va chạm vào đuôi xe ô tô do anh Nguyễn Thanh Bình, 41 tuổi, ở tỉnh Nghệ An điều khiển. Lúc này trên xe ngoài anh Bình còn có hai người khác. Tai nạn khiến tài xế xe container bị mắc kẹt trong cabin, được người dân đưa ra ngoài nhưng đã tử vong. Ít nhất 7 người trên hai xe ô tô và hai xe máy bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng, đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Vụ tai nạn đã khiến quốc lộ 1A bị ách tắc giao thông. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường và giải phóng hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng triển khai.